kính chào quý khán giả đến với chương trình Vấn đề quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Xin được kính chào tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin kính chào Bích Tuyền và xin kính chào quý vị khán giả. Dạ vâng ạ, thưa tiến sĩ Nguyễn Thành Trung và thưa quý khán giả, những ngày qua việc Mỹ rút quân khỏi Đông Bắc Syria, người Quốc quay lưng với phương Tây rồi dẫn đến các lực lượng Nga, Iran và quân chính phủ Syria mở rộng phạm vi kiểm soát được xem là bước ngoặt kịch tính đối với khu vực Trung Đông. Giới quan sát nhận định những chuyển biến ở Syria dự báo hồi kết cho vai trò đầu tàu của Mỹ trong khu vực, thậm chí là vị thế thống trị toàn cầu của Washington. Báo The Hill của Mỹ thậm chí so sánh sự kiện lần này với quyết sách Đông Suez của Anh năm 1968. Theo quyết sách này, Anh rút hết quân khỏi Đông Nam Á, Vịnh Ba Tư và quần đảo Maldives, đánh dấu sự tan rã của sức mạnh đế quốc Anh hậu Thế chiến thứ hai. Câu hỏi đặt ra là nếu cuộc khủng hoảng Syria quả thực là thời khắc chuyển biến, nước nào là ứng viên cho vị trí cường quốc số 1? Theo tờ Người Bảo vệ của Anh, sự thoái lui dần của Mỹ trên trường quốc tế được công nhận rộng rãi, nhưng khó để xác định khi nào một thời điểm cụ thể mang tính quyết định xảy ra. Có thể đến hàng trăm năm sau, các nhà nghiên cứu lịch sử vẫn tranh cãi về điều này. Nhìn chung, những thay đổi lớn trong cân bằng địa chính trị và chiến lược ít khi diễn ra bất ngờ. Thường nó là kết quả của nhiều quyết sách chính trị, động thái quân sự, tai nạn và cả tính toán sai lầm trong nhiều năm. Những nỗ lực không thành trong việc lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad kết hợp với lời hứa tranh cử chấm dứt một cuộc chiến ở nước ngoài của ông Donald Trump năm 2016. Mối hận thù lâu năm giữa người thổ và người quốc là những sự kiện tiền đề dẫn đến thay đổi lớn vừa qua. Việc Nga mở rộng sức ảnh hưởng ở Trung Đông cũng không phải là câu chuyện mới diễn ra. Từ khi can thiệp quân sự vào Syria năm 2015, Tổng thống Vladimir Putin đã khéo léo khai thác chính sách mơ hồ, thiếu nhất quán của Mỹ. Trong lúc ông Trump lo đối đầu với Iran, ông Putin thận trọng thiết lập quan hệ hợp tác với cả bạn lẫn thù, bao gồm Israel, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Ai Cập, dựa trên lợi ích đan xen. Hiện vẫn còn sớm để nhận định việc Mỹ rút quân là một bước ngoặt. Tuy nhiên, các biến động ở Syria là bằng chứng rõ nhất cho thấy cán cân sức mạnh toàn cầu đang dịch chuyển. Chỉ có điều, không ai rõ nó sẽ đi về đâu và hậu quả ra sao. Trật tự thế giới cũ do Mỹ thống trị đã yếu đi là một thực tế. Nhưng ai sẽ vượt lên dẫn đầu lại là dấu hỏi. Bốn thế lực chính của thế giới vẫn là Mỹ, Trung Quốc, Nga và châu Âu. Nói về Nga, ông Putin đã làm rất tốt công việc của mình. Tuy nhiên, bên cạnh thành công về ngoại giao và quân sự, đặc biệt ở Trung Đông, Nga không thể khỏa lấp được những điểm yếu nội tại. Đầu tư yếu lệ thuộc vào xuất khẩu năng lượng, hạ tầng và an sinh xã hội còn nghèo nàn. Trong khi đó, Trung Quốc với túi tiền rủng rỉnh không giấu giếm tham vọng quay lại thời hoàng kim. Kế hoạch vành đai con đường đổ tiền vào hơn 150 quốc gia có lẽ là chiến lược bành trướng toàn cầu quy mô, tốc độ nhất từng được triển khai trong lịch sử. Bắc Kinh gọi đó là hợp tác cùng có lợi, nhưng những người chỉ trích thì gọi là cái bẫy nợ tàn nhẫn. Nếu loại trừ một châu Âu đang chia rẽ và tiềm lực không còn như xưa thì gọi là đủ sức đương đầu với Trung Quốc, chỉ còn lại Mỹ. Đây vẫn là quốc gia dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực quan trọng như kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo, y khoa, khám phá không gian, và gần đây đã trở thành nhà sản xuất dầu thô, khí đốt lớn nhất thế giới. Vâng ạ, như tiến sĩ Nguyễn Thành Trung vừa thấy thì giới quan sát đang nhìn nhận việc Mỹ rút khỏi Đông Bắc Syria dự báo hồi kết cho vai trò đầu tàu của Mỹ ở trong khu vực, thậm chí là vị thế thống trị toàn cầu của Washington. Vậy thì ông có thấy là nhận định này có hơi quá hay không ạ? Theo tôi thì chúng ta vẫn còn quá sớm để khẳng định rằng là cái vai trò của Mỹ ở khu vực này sẽ bị giảm sút. Tất nhiên là chúng ta thấy là cái hành động rút quân của ông Trump thì nó cũng sẽ tạo ra một số cái khoảng không cho các cái cường quốc khác trong khu vực có thể điền vào cái chỗ trống đó, đặc biệt là chúng ta biết rằng là đó là Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn trên cái bình diện toàn cầu thì chúng ta thấy rằng cái việc mà Mỹ rút quân ra khỏi Syria nó có thể là cái sự chuyển cái trọng tâm của Tổng thống Trump vào các cái vị trí địa lý khác trên toàn thế giới. Có thể là tôi nghĩ rằng là có thể Mỹ sẽ tập trung hơn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và cái việc mà Mỹ rút quân ra khỏi khu vực phía Bắc Syria đó là một cái mong muốn từ lâu của Tổng thống Trump. Và khi mà ông không muốn rằng là lính Mỹ dính líu với những cái cuộc chiến mà kéo dài bất tận. Và chúng ta cũng biết rằng là đây là một trong những cái cam kết của ông Trump khi mà ông tranh cử với cử tri của nước Mỹ.
nếu mà chúng ta cho rằng đây là cái sự thoái lui về vai trò cường, cái vai trò thống trị của Mỹ trên toàn thế giới, thì chúng ta phải nhìn tất cả các vị trí khác trên toàn thế giới, thì Mỹ vẫn còn cái vai trò cái đầu tàu ở NATO. Và ngoài ra chúng ta cũng biết rằng là Mỹ ở khu vực này, ở khu vực Trung Đông, thì Mỹ vẫn còn một cái đồng minh cực kỳ quan trọng, đó là Israel. Và ngoài ra, theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, thì Mỹ vẫn còn giữ một cái khoảng số lượng quân nhỏ ở cái khu vực phía bắc Syria để bảo đảm rằng là cái lực lượng nhà nước Hồi giáo tự phong IS sẽ không quay trở lại. Vâng ạ. Và cũng có thể là Mỹ rút khỏi Đông Bắc Syria vì đã đạt được mục tiêu của mình rồi. Mục tiêu đó là phá nát Syria theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Như mục tiêu của cái người ta vẫn gọi đó là mùa xuân Ả Rập, chỉ có cách làm khác nhau, có phải không ạ? Theo tôi thì tôi nhìn cái vấn đề này hơi khác một chút. Thì chúng ta biết rằng cái mùa xuân Ả Rập năm 2011 nó bắt đầu ở Tunisia và sau đó lan rộng sang các quốc gia khác ở cái khu vực Ả Rập giống như là Ai Cập và Syria. Và kể từ đó thì theo một số định nghĩa nào đó thì chúng ta có thể gọi đó là cuộc nội chiến ở Syria. Và nó có nhiều phe phái nổi dậy để chống lại cái chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Và chúng ta biết rằng là chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad được sự hậu thuẫn của Nga và Iran. Còn có một số cái nhóm khác, thí dụ giống như người Kurd, và họ cũng muốn giành cái quyền tự trị của họ ở khu vực phía bắc Syria. Và họ cũng nổi dậy chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Và ngoài ra nó cũng có một cái nhóm mà chúng ta đã biết trong cái thời gian vừa qua, đó là cái nhóm nhà nước Hồi giáo tự phong IS. Và khi mà họ nổi dậy, mà họ lợi dụng cái tình thế hết sức là rối ren ở khu vực Syria, và họ đã chiếm được một số cái vùng đất ở Syria, ở Iraq, và họ đẩy rất nhiều người Syria phải chạy ra khỏi quốc gia của mình và tìm kiếm tị nạn ở số các quốc gia châu Âu. Và sau đó họ cũng chạy qua Thổ Nhĩ Kỳ và dẫn tới cái cuộc xung đột. Và khi mà Tổng thống Obama, ông muốn tham gia liên minh, ông muốn dẫn đầu cái nhóm liên minh để lật đổ, để muốn diệt trừ cái nhà nước Hồi giáo tự phong IS. Và lúc đó, ông cần cái sự hỗ trợ của nhóm người Kurd. Và cái nhóm người Kurd gọi là cái lực lượng dân chủ Kurd đã giúp cái chính quyền của Tổng thống Obama để lật đổ và diệt trừ cái nhà nước Hồi giáo tự phong IS. Và chúng ta đã biết rằng là trong những cái năm vừa qua, thì là theo các số liệu khác nhau, thì khoảng 11.000 người Kurd đã hy sinh vì đã tham gia giúp cho cái lực lượng liên minh để diệt trừ nhà giáo Hồi giáo tự phong. Và cái việc mà Tổng thống Trump rút quân ra khỏi phía bắc Syria, nó cũng là một trong những cái gọi là cái sự tạo ra cái sự phẫn nộ trong những người Kurd, bởi vì họ cảm thấy rằng họ đã bị phản bội bởi chính quyền Mỹ. Nhưng mà Tổng thống Trump trên Twitter của ông nói rằng là chúng tôi chưa bao giờ hứa là sẽ bảo vệ người Kurd suốt đời. Và chúng ta cũng biết rằng cái người Kurd là một cái dân tộc khá đông ở khu vực Bắc Syria, ở Iraq, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Họ có khoảng gần 30 triệu người và có rất nhiều nhóm người Kurd khác nhau. Thì ở Thổ Nhĩ Kỳ nó cũng có một cái nhóm người Kurd, và họ thành lập một cái đảng công nhân gọi là đảng công nhân Kurd PKK. Và họ đòi dành độc lập cho cái vùng đất của họ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Và chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cũng như chính quyền Mỹ coi cái nhóm người Kurd thuộc cái nhóm PKK đó là một cái nhóm khủng bố. Và cái nhóm này thì nó có một ít chút xíu liên hệ với cái nhóm gọi là SDF, có nghĩa là nhóm lực lượng dân chủ Syria, người Kurd, đã giúp cho cái chính quyền Mỹ để diệt trừ cái nhóm IS. Và khi mà Mỹ rút quân qua khỏi phía bắc Syria, thì chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ họ có cái khoảng không để họ sẽ tấn công những cái người Kurd ở dọc biên giới bắc Syria. Và họ muốn tạo ra một cái vùng điểm giữa đường biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và bắc Syria để họ bảo đảm cái an ninh cho họ và những cái người Kurd không có thể sinh sống ở cái khu vực vùng điểm đó, để họ bảo đảm được cái đường biên giới của họ. Mà Thổ Nhĩ Kỳ luôn luôn cho rằng là những người Kurd đó là những cái nhân tố gây ra cái sự mất ổn định cho cái an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ. Dạ vâng ạ. Vậy thì cái việc Mỹ rút khỏi Trung Đông thì có gây ảnh hưởng gì đến chiến lược châu Á của đất này không ạ? Tôi nghĩ rằng là cái việc Mỹ rút quân ra khỏi Trung Đông, nó không chỉ nằm ở cái hàm ý của nó không nằm ở giới hạn ở khu vực Trung Đông mà thôi, mà nó còn
lan nó còn hàm ý cho các khu vực địa lý khác trên thế giới, bởi vì là người ta sẽ nghĩ rằng là các đồng minh khác của Mỹ sẽ nghĩ rằng là Mỹ có thể sẵn sàng bỏ rơi họ lúc bất kỳ lúc nào. Thì những người Kurd họ cảm thấy họ bị phản bội, bởi vì họ đã từng giúp chính quyền Mỹ để diệt trừ cái nhà nước Hồi giáo tự phong IS. Và có thể ở Afghanistan cũng vậy, thì có thể là cái chính quyền Afghanistan họ cảm thấy có thể có lúc là chính quyền Mỹ sẽ bỏ rơi họ, và lúc đó là có thể tạo điều kiện cho cái nhóm Taliban nổi dậy, cũng như là các cái đồng minh của Mỹ khác ở cái khu vực châu Á Thái Bình Dương, có thể là Đài Loan hay là một số cái nhà nước khác, mà họ cảm thấy rằng là nếu mà cần thì Mỹ có thể hy sinh cái lợi ích của quốc gia đó để phục vụ cho cái lợi ích của nước Mỹ. Thì tôi nghĩ rằng là về mặt lâu dài thì cái độ khả tín của Mỹ về trên chính trường thế giới có thể bị ảnh hưởng, bởi vì rằng là cái việc mà cái thể chế liên minh, và Mỹ là chúng ta biết rằng là họ đã xây dựng một cái hệ thống liên minh, đồng minh và các khối do Mỹ lãnh đạo kể từ sau Thế chiến thứ hai đến nay, và cái hệ thống này là khá vững chắc. Và các chúng ta cũng biết như là cái tổ chức NATO, và khi mà Tổng thống Trump lên thì ông cũng đã có nhiều hành động để làm gây mất cái sự đoàn kết trong NATO, khi ông kêu gọi các quốc gia khác trong NATO là phải đóng góp nhiều hơn cho cái quỹ ngân sách của NATO. Và hiện tại thì cái vấn đề mà Mỹ rút ra khỏi các cái vị trí địa lý trên khu vực thế giới để rút ra khỏi cái sự can dự của Mỹ, thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái vai trò dẫn dắt của Mỹ, khi mà Tổng thống Trump cho rằng cái việc đó nó sẽ chỉ góp phần làm tăng phí tổn cho người dân Mỹ mà thôi. Vâng ạ, cảm ơn Thiếu sĩ Nguyễn Thành Trung rất nhiều. Kính thưa quý khán giả, dù Mỹ có đẩy mạnh quan hệ với châu Á thì chính sách an ninh chính trị của nước này vẫn có ảnh hưởng ở Trung Đông, nhưng những điểm yếu của nó ngày càng lộ rõ, nhất là sau cuộc rút quân khỏi Đông Bắc Syria và những cuộc tấn công gần đây vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, đồng minh quan trọng nhất của Mỹ trong khu vực. Theo giới phân tích thì có lẽ đã đến lúc các nước vùng vịnh cần điều chỉnh chiến lược an ninh của mình. Tuy trước mắt khó có nước nào có thể thay thế Mỹ, nhưng các nước châu Á vốn là những đối tác kinh tế chính trong khu vực này có thể đóng một vai trò quan trọng trong trung và dài hạn. Giới phân tích cho rằng việc Washington can thiệp vào các nước Iraq, Ai Cập, Syria, Iran và nhiều nước khác rõ ràng đã không mang lại lợi ích gì cho các nước vùng vịnh. Mỹ cũng không còn phụ thuộc vào dầu mỏ của khu vực này và đã chuyển hướng phát triển kinh tế từ Tây sang Đông trong hai thập niên qua. Trong khi đó, lãnh đạo các nước Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản cũng như nhiều nước khác liên tục tới thăm các nước vùng vịnh trong mấy năm trở lại đây nhằm thiết lập quan hệ kinh tế cũng như an ninh. Trung Quốc là một trong các đối tác làm ăn lớn nhất của các nước vùng vịnh, chiếm khoảng 35% tổng đơn hàng dầu mỏ bán ra của các nước này. Oman đã cho phép mở cảng làm ăn với hầu hết các đối tác quốc tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và Anh. Các thông cáo chung của Ấn Độ, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đều đã đề cập đến các đối tác chiến lược giúp củng cố sự ổn định, hòa hợp và hòa bình trong khu vực. Trên thực tế, UAE đã ký thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ vào năm 2017, tạo điều kiện cho hai bên tiến hành tập trận hải quân chung lần đầu tiên vào năm 2018. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út và Ấn Độ cũng chính thức hóa mối quan hệ song phương bằng việc tuyên bố hai nước là đối tác chiến lược của nhau hồi tháng 2 năm 2019. Tháng 6 năm 2019, Nhật Bản cũng nỗ lực hòa giải nhằm giảm bớt căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Tuy không thành công, nhưng những nỗ lực đó có thể sẽ trở thành thông lệ trong tương lai. Trong khi đó, vài ngày sau khi các cơ sở lọc dầu của mình bị tấn công, Riyadh đã yêu cầu Seoul giúp nâng cấp hệ thống phòng không của mình. Vâng, Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung có đồng ý với chúng tôi rằng là tăng cường quan hệ với các nước châu Á là một lựa chọn đáng cân nhắc của các nước Trung Đông trong tình hình mới hay không ạ? Tôi cũng đồng ý như vậy, bởi vì chúng ta cũng biết rằng là Trung Quốc họ cũng muốn nâng cao cái vị thế của mình ở khu vực Trung Đông, và họ cũng bởi vì cái khu vực Trung Đông là cái nơi mà cung cấp dầu mỏ chủ yếu cho Trung Quốc. Ngoài ra thì Trung Quốc họ có một cái dự án gọi là một vành đai, một con đường kéo dài từ Trung Quốc qua châu Âu và có đi qua cái khu vực của Trung Đông, và họ muốn sử dụng cái dự án một vành đai, một con đường để nâng cao cái vị thế và vai trò của Trung Quốc ở cái khu vực Trung Đông. Thì bên cạnh đó chúng ta cũng biết rằng có một quốc gia khác ở khu vực châu Á họ cũng muốn gắn bó nhiều hơn đối với cái khu vực Trung Đông, đó là Nhật. Nhưng mà bởi vì Nhật cũng nhập nhiều dầu mỏ từ cái khu vực này, và ngoài ra Nhật cũng muốn đẩy mạnh cái vị thế của họ ở cái khu vực Trung Đông,
Bởi vì chúng ta cũng biết rằng là dưới thời của Thủ tướng Shinzo Abe thì Nhật muốn ngày càng đẩy mạnh cái vai trò vị thế quốc tế của họ ở cái khu vực Trung Đông. Đó là một trong những cái quốc gia mà tôi nghĩ rằng là họ cũng muốn giữ cái vai trò quan trọng của họ. Và ngoài ra thì còn một quốc gia mà chúng ta không thể bỏ sót, đó là Ấn Độ, thì họ cũng muốn ngày càng có can dự nhiều hơn ở khu vực Trung Đông, bởi vì chúng ta biết rằng là Ấn Độ họ cũng có cái mối quan hệ đối với Iran, và họ ngày muốn càng ngày họ có phải có tiếng nói hơn, nhiều hơn ở cái khu vực Trung Đông. Dạ vâng ạ. Và trong số các nước đoạn băng vừa nhắc tới thì chúng tôi thấy nổi lên là Trung Quốc. Tình hình quốc tế hiện nay có phải là rất thuận lợi để cho Trung Quốc thực hiện giấc mộng Trung Hoa hay không ạ? Tôi khá nghi ngại về cái gọi là cái dự đoán lạc quan về cái việc mà khả năng Trung Quốc có thể thực hiện cái giấc mộng Trung Hoa trong cái tình thế mà Mỹ đang rút quân ra khỏi khu vực Bắc Syria. Thì chúng ta biết rằng là dự án một vành đai, một con đường mà Trung Quốc đang thực hiện hiện nay nó đang bị thu hẹp lại, bởi vì là chúng ta biết rằng là sau một cái thời gian là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thúc đẩy cái dự án này, và sau một thời gian thì nó bị chỉ trích rất nhiều từ báo giới phương Tây như là một bẫy nợ đối với các quốc gia khác tham gia cái dự án một vành đai một con đường. Và hiện tại là chính quyền Trung Quốc thì họ đang suy tính lại và họ đang tính toán lại, tránh mang tiếng là Trung Quốc sử dụng nó như là một bẫy nợ đối với các quốc gia tham gia vào cái dự án một vành đai một con đường này. Thì ngoài ra tôi cũng nghĩ rằng cái việc mà gọi là chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc nó cũng ảnh hưởng lên cái nền kinh tế của Trung Quốc. Thì chúng ta biết rằng là trong cái quý 3 năm 2019 vừa rồi thì nền kinh tế Trung Quốc chỉ có tăng trưởng 6% và được coi là cái tăng trưởng thấp nhất trong vòng 30 năm qua. Thì những cái vấn đề về kinh tế, những cái vấn đề về cái dự án lớn được coi là dự án nước con cưng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nó bị sức mẻ về mặt uy tín, thì tôi nghĩ rằng là việc Trung Quốc thực hiện được cái giấc mộng Trung Hoa nó vẫn còn là một cái khoảng cách khá xa vời để có thể hiện thực hóa nó. Dạ vâng ạ. Vậy thì trở thành cường quốc số 1 thế giới có phải là một trong những mục tiêu hàng đầu của giấc mộng Trung Hoa hay không ạ? Thì chúng ta cũng biết rằng là cái giấc mộng Trung Hoa thì là Trung Quốc, mặc dù họ không tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ trở thành cái cường quốc hàng đầu thế giới, số 1 thế giới vào năm 2049, có nghĩa là kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nhưng mà trong cái giấc mộng Trung Hoa mà nhiều lần Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã nói, thì ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc phải trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2049 và trở thành một quốc gia tương đối khá giả vào trước năm 2021, có nghĩa là trong vòng 2 năm nữa là Trung Quốc phải trở thành một quốc gia tương đối khá giả. Thì chúng ta cũng biết rằng là, và cái điều cốt lõi của cái giấc mộng Trung Hoa đó là Trung Quốc sẽ phục hồi sự vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Sự phục hồi, cái sự vĩ đại của dân tộc Trung Hoa nó cũng hàm ý nhiều về cái việc rằng là Trung Quốc có thể trở thành cường quốc số 1 trên thế giới. Như vậy thì giấc mộng Trung Hoa liệu rằng là có sắp thành hiện thực hay chưa ạ? Chúng tôi không biết rằng là Trung Quốc đang ở quãng nào trên cái con đường thực hiện giấc mộng, nhưng mà có một thực tế đó là số liệu kinh tế của nước này thời gian gần đây thì không được khả quan cho lắm. Chúng ta cũng biết rằng hiện tại cái nền kinh tế Trung Quốc là cái nền kinh tế số 2 trên thế giới, thì tổng sản phẩm quốc dân của họ thì khoảng 14.000 tỷ đô, sau nước Mỹ khoảng 20.000 tỷ đô. Nhưng mà bởi vì dân số Trung Quốc thì khoảng 1,4 tỷ người, thì chúng ta biết rằng là cái tổng sản phẩm quốc dân bình quân đầu người của Trung Quốc thì khoảng 10.000 đô la một năm. Thì con số này thì nó thậm chí là thua so với cái sản phẩm quốc dân bình quân đầu người của Malaysia. Thì tôi nghĩ rằng là Trung Quốc thì họ vẫn còn xa để họ trở thành một cái cường quốc số 1 trên thế giới trong tương lai. Có thể là về cái gọi là chúng ta có thể là nền kinh tế tổng sản phẩm quốc dân của Trung Quốc có thể vượt Mỹ trong thời gian sắp tới, nhưng mà tôi nghĩ rằng về mặt chất lượng cũng như là cái tổng sản phẩm quốc dân bình quân đầu người thì Trung Quốc vẫn còn một cái khoảng cách để có thể vượt qua Mỹ trong thời gian sắp tới. Thì tôi khi mà tôi đọc các số liệu về cái số liệu kinh tế của Trung Quốc gần đây thì tôi cũng thấy rằng là có nhiều cái mối e ngại từ các nhà phân tích kinh tế
về cái tình hình kinh tế Trung Quốc gần đây, và thậm chí là chính quyền Trung Quốc họ cũng cũng đưa ra một số biện pháp để kích thích nền kinh tế. Cái gói kinh tế đó trị giá khoảng 158 tỷ đô và để dùng để cho các mục đích gọi là chi tiêu công của chính phủ, đầu tư vào các cơ sở hạ tầng trong cái thời gian sắp tới. Đây là một trong những cái biện pháp được coi là kích cầu để kích cho cái nền kinh tế, cái sự tăng trưởng của kinh tế trong thời gian sắp tới. Nhưng mà khi mà chính quyền Trung Quốc tăng cái đầu tư công vào các cơ sở hạ tầng thì nó cũng đi kèm với cái việc đó là có khả năng lạm phát có thể gia tăng. Và ngoài ra thì chính quyền Trung Quốc cũng giảm cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong các ngân hàng. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là có nghĩa là tỷ lệ mà các ngân hàng bắt buộc phải giữ tiền mặt trong hệ thống ngân hàng. Và chính vì vậy là chính bằng cách đó thì chính quyền Trung Quốc là khuyến khích các ngân hàng cho vay nhiều hơn để nó lại kích thích sự tăng trưởng tín dụng, để cho các cái công ty họ có thể vay tiền để phát triển sản xuất. Nhưng mà cái bên cạnh đó nó cũng sẽ tạo ra một cái khả năng là cái tỷ lệ lạm phát nó sẽ gia tăng. Nếu mà các ngân hàng vẫn tiếp tục bơm tiền vào các công ty mà chúng ta hay gọi là các công ty zombie, là các công ty xác chết, có nghĩa là các công ty hoạt động không có lãi, nhưng mà chính quyền vẫn tiếp tục, các ngân hàng vẫn tiếp tục bơm tiền vào các công ty đó, thì về mặt lâu dài thì nó sẽ tạo ra một cái gọi là cái bong bóng cho nền kinh tế và nó có thể bùng nổ, và lúc đó là cái toàn bộ hệ thống kinh tế có thể bị sụp đổ, bởi vì là cái tổng tỷ lệ nợ nó sẽ gia tăng trong Trung Quốc. Và có nhiều người hiện dự đoán là cái tổng nợ của Trung Quốc hiện tại là khoảng 300% GDP. Dạ vâng ạ. Kinh tế gặp khó là một trong những rào cản, và thương chiến với Mỹ là nguyên nhân chính khiến cho kinh tế Trung Quốc chững lại, có phải hay không ạ? Tôi nghĩ đó là một trong những cái nguyên nhân chính. Mặc dù thì chúng ta cũng biết rằng là sau khi mà nền kinh tế Trung Quốc phát triển quá nóng trong 3 thập niên vừa qua, thì chính vì vậy là Trung Quốc hết cái dư địa để phát triển dựa trên cái gọi là lao động giá rẻ, và Trung Quốc phải bắt buộc là phải chuyển qua một cái gọi là tầng nứt mới trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Họ phải tăng cái hàm lượng về tri thức trong cái phần sản xuất của họ, họ phải tăng gọi là tự động hóa trong cái việc sản xuất của họ để bảo đảm việc phát triển kinh tế nó bền vững hơn. Và chính vì vậy là bắt buộc là nền kinh tế phải phát triển chậm lại trong cái quá trình mà gọi là cấu trúc hóa cái nền kinh tế của họ, và cộng thêm trong cái quá trình mà họ tăng trưởng chậm lại để cấu trúc hóa cái nền kinh tế của họ, thì họ gặp cái cuộc thương chiến với Mỹ. Và khi mà Tổng thống Trump tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc thì nó làm cho cái gọi là cái niềm tin của nhà đầu tư hay là của nhà sản xuất vào cái nền kinh tế Trung Quốc giảm sút. Và tôi nghĩ rằng là đó là một trong lý do chính khi mà các nhà đầu tư họ mất cái niềm tin vào cái nền kinh tế Trung Quốc trong tương lai, thì họ sẽ giảm bớt đầu tư hay là họ sẽ cũng không mở rộng sản xuất ở Trung Quốc, bởi vì họ cảm thấy rằng là cái việc nếu mà họ mở rộng đầu tư và cái việc mở rộng đầu tư này sẽ không mang lại lợi nhuận họ trong tương lai. Và chính vì vậy là nó sẽ dẫn tới, nó là một cái tác nhân kép để dẫn tới cho cái nền kinh tế Trung Quốc từ từ bắt đầu sẽ đi xuống. Cộng thêm cái gọi là cái niềm tin của người tiêu dùng Trung Quốc, họ trở nên bi quan hơn vào tương lai. Và chính vì vậy là cái việc khi mà họ bi quan hơn vào tương lai và họ sẽ bớt tiêu dùng hơn, và chính vì vậy là nó sẽ làm cho cái việc mà tiêu thụ hàng sản xuất cũng giảm sút, và nó dẫn tới cái việc mà tăng trưởng của Trung Quốc kinh tế nó sẽ chậm lại. Dạ vâng ạ. Như vậy thì tác động tới kinh tế là một trong những biện pháp mà Mỹ dùng để cản bước Trung Quốc trở thành cường quốc số 1 thế giới, có phải không ạ? Mặc dù chính quyền Mỹ họ thường họ không công nhận cái điều này, họ cho rằng là họ chỉ muốn gọi là thương mại công bằng hơn đối với Trung Quốc, chứ họ không nhằm để cản bước Trung Quốc để trở thành số 1. Nhưng mà chúng ta có thể suy đoán điều đó thông qua các cái chính sách của chính quyền Tổng thống Trump, và chúng ta nhìn vào cái việc mà nền kinh tế Trung Quốc họ tăng trưởng vượt bậc trong các thập niên vừa qua, cũng như là các phát biểu của các quan chức Mỹ, thì chúng ta thấy rằng là họ cảm thấy gọi là bất an với các tham vọng của Trung Quốc, không những về mặt kinh tế, cả về mặt quân sự, cũng như mở rộng cái vai trò ảnh hưởng của Trung Quốc ở các khu vực địa chính trị khác nhau trên thế giới. Thì chúng ta cũng thấy rằng là cái việc mà cái thương chiến Mỹ-Trung nó không chỉ giới hạn trong cái khái niệm kinh tế, mà nó còn mở rộng ra một các khái niệm khác
sâu xa hơn, tôi nghĩ rằng là Mỹ không muốn Trung Quốc trở thành cái vai trò cường quốc số 1 trên thế giới và có thể hất cẳng Mỹ để thống trị toàn thế giới và thiết lập lại luật chơi cho thế giới trong tương lai. Và cái điều là và cái đó là một trong những cái hiện tại là tôi thấy ở chính quyền Mỹ và thậm chí ở Quốc hội Mỹ, nó là sự khá thống nhất giữa hai đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Họ đều đồng ý rằng cái việc kiềm chế Trung Quốc là một cái chính sách chung, không chỉ nó nằm ở giới hạn kinh tế mà nó cũng nằm ở trong các cái khu vực khác. Và chúng ta cũng thấy rằng là trong thời gian vừa qua thì cái việc mà Tổng thống Trump hạn chế cái công ty Huawei của Trung Quốc với cái mạng 5G hay là cũng giống như là cáo buộc các cái công ty, các công ty Trung Quốc khác có hành vi gián điệp công nghệ hay là hành vi ăn cắp công nghệ hay là thương mại bất bình đẳng, thì nó cũng chỉ là những cái chứng cứ hay là những để chúng ta hiểu hơn rằng là cái việc mà cạnh tranh giữa Mỹ Trung nó vẫn còn tiếp diễn trong thời gian sắp tới để khẳng định ai sẽ vẫn là cái gọi là cường quốc số 1 trên thế giới. Dạ vâng ạ, nhưng khủng hoảng thịt heo thì cũng phần nào cho thấy điểm yếu của Trung Quốc có phải không ạ? Chúng tôi thấy là trên mạng có clip là người Trung Quốc tranh nhau miếng thịt heo ở trong cửa hàng ạ. Thì chúng ta cũng biết nó có một cái điều hết sức là đặc biệt ở Trung Quốc, đó là người Trung Quốc là một trong những cái dân tộc họ rất thích ăn thịt heo. Và chúng ta biết rằng là dân số Trung Quốc chỉ chiếm 1/4 của dân số thế giới, nhưng mà họ tiêu thụ tới 1/2 lượng thịt heo trên toàn thế giới. Và cái chỉ số thịt heo, cái chỉ số giá thịt heo tăng hay giảm thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái chỉ số lạm phát ở Trung Quốc. Nếu mà chúng ta so sánh ở Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là thường thường là cái giá xăng ở Việt Nam nó là một trong những cái chỉ số có thể là bảo đảm nó ảnh hưởng tới cái chỉ số giá tiêu dùng. Nhưng mà ở Trung Quốc thì cái đó là giá thịt heo. Và cái vấn đề thịt heo nó cũng sao là một trong những cái vấn đề mà có thể là ảnh hưởng tới cái sự uy tín của chính quyền Trung Quốc trong bảo đảm cung cấp cái gọi là cái nguồn lương thực, nguồn thực phẩm chính cho người dân. Và họ có lúc đó họ có thể đặt vai trò về cái vai trò quản lý của chính phủ trong việc cái cung cấp thực phẩm. Dạ vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Thành Trung vừa rồi. Thưa tiến sĩ và thưa quý khán giả, với những quyết định được đưa ra và những hành động đã thực hiện, có thể ông Trump đã thay đổi vĩnh viễn hình ảnh nước Mỹ. Nhưng về cơ bản, Mỹ vẫn là cường quốc hàng đầu thế giới về sức mạnh quân sự. Chính sách nước Mỹ trên hết của ông Trump có thể làm cho nước này tự cô lập mình và vị trí số 1 thế giới có thể mất đi. Nhiều nước đang trên đường tìm cách xóa ngôi của nước Mỹ, nhưng chắc chắn con đường đó không bằng phẳng. Vì vậy, nước nào thống trị thế giới trong thế kỷ thứ 21 vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời đáp. Và đến đây thì chương trình Vấn đề Quốc tế của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.